huyện Trần Văn Thời được chọn làm chiến trường chính trong cuộc đấu mưu, đấu trí, đấu pháp của cơ quan an ninh Việt Nam với trung tâm địch. Hàng ngàn bức điện được truyền ra nước ngoài với những tin tức do ta chuẩn bị sẵn mà bọn cầm đầu ở nước ngoài muốn nghe. Chúng tin rằng tổ đặc biệt làm nhiệm vụ tiếp nhận các toán xâm nhập đã có chỗ đứng chân an toàn và còn móc nối được với một số cơ sở trong nội địa. Chúng cũng không hay biết rằng mọi hoạt động của chúng đều nằm trong sự kiểm soát của đối phương. Chúng yên tâm thực hiện những chuyến xâm nhập vào các bẫy do ta quy định về thời gian, lộ trình, địa điểm đổ quân và hàng hóa. Từ ngày 9 tháng 9 năm 1981 đến ngày 9 tháng 9 năm 1984, Túy Hạnh lần lượt thực hiện 17 chuyến xâm nhập bằng tàu biển dưới sự điều khiển của ta. Chuyến nhiều gồm một đại đội, chuyến ít gần một tiểu đội biệt kích. Mỗi chuyến hàng gồm hàng chục tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh. Bọn biệt kích đều được giao nhiệm vụ làm nòng cốt cho các tổ chức phản động trong nội địa hoặc sẽ lãnh đạo các quân khu theo cơ cấu của chính quyền ngụy. Nhưng tất cả đều lần lượt bị đón bắt ngay khi vừa rời tàu. Ngôi nhà này thuộc xã Long Thành, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, nơi ta dùng làm sở chỉ huy. Tại đây, ban chuyên án bàn bạc xây dựng các căn cứ giả, hàng loạt căn cứ giả và kho chứa vũ khí được xây dựng để mỗi lần về nước, khi Túy Hạnh được thăm các căn cứ giả này, chúng càng tin rằng lực lượng phát triển rộng khắp. Và những kho chứa vũ khí bí mật nằm rải rác khắp các rừng U Minh cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang đầy dần. Tại một địa điểm ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, ban chuyên án đã mượn làm tổng hành dinh của địch. Túy Hạnh đã từng ở đây cả tuần lễ và tiến hành nhiều cuộc hội họp với số cầm đầu các tổ chức phản động trong nội địa. Được ở trong khu dân cư như thế, chúng càng tin vào những điều đã được quốc nội thông báo. Thậm chí ta còn cho chúng ngồi sau xe gắn máy về Sài Gòn, tiếp xúc với tay chân trong thành phố. Người thực hiện nhiệm vụ này là trinh sát Vũ Thanh Hà. Ông đóng vai đặc phái viên từ quốc ngoại trở về với bí số là 2H. Thì trong cái giấy đó sau khi bôi ra thì C5 mới nói là đây là người của quốc ngoại, đặc phái viên quốc ngoại. Và ngơ nghiệp hôm nay đặt gửi cho đặc phái viên quốc ngoại qua để gặp cho C5. Và C5 kể từ ngày hôm nay C5 là trong chủ tịch quốc nội. Chủ tịch quốc ngoại là Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Chủ tịch quốc nội là Huỳnh Viễn Sanh. Thì kể từ ngày hôm nay là chủ tịch quốc nội là thuộc về anh. Là bí số của anh là B4. Tất cả mọi thứ tư, tất cả mọi vấn đề gì, tình hình gì thì anh cần gặp đặc phái viên này để trao đổi cho hết. Và anh muốn cần gửi tờ, gửi mật mã gì cho tôi thì anh cũng qua đặc phái viên này. Thì tôi đọc được cái đó tôi rất mừng. Một là tôi hiểu được cái ý đồ của địch trong sắp tới như thế nào. Hai là tôi đã moi được cái cơ sở của địch ở trong nội địa ta thế nào. Cùng với ông còn nhiều trinh sát và cả quần chúng được giao nhiệm vụ tiếp cận với những tên cầm đầu các tổ chức phản động trong nội địa. Tưởng rằng lực lượng và vũ khí ở bên ngoài đang tuồn vào sẽ là sức mạnh giúp chúng nổi dậy, hàng chục tổ chức đang giấu mình lại đua nhau bộc lộ. Có tổ chức gồm hàng ngàn tên và hết sức manh động, nhưng thế trận đã bày sẵn. Lần lượt từng tổ chức do Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch, Lê Quốc Quân, Hồ Anh Tú, Lê Trơn Tỉnh bị bóc gỡ mà bọn ở nước ngoài vẫn không hay biết. Người ngồi cạnh hai tên cầm đầu tại căn cứ giả là ông Tám Thậm. Ông là trưởng phòng bảo vệ chính trị công an Minh Hải, được phái vào hàng ngũ địch với cương vị phụ trách tổ đầu cầu. Ông được Túy Hạnh nể trọng, phong cho là đại tá và phụ trách cả vùng Sài Gòn Gia Định, gọi là liên tịch sứ. Suốt 4 năm, sống trong tổ chức gián điệp, trải qua hàng trăm tình huống hiểm nguy, ông đều mưu trí hóa giải, thực hiện xuất sắc mọi kế hoạch của ban chuyên án. Thì khi mà mình vào đây đó, được tổ chức nó tin tưởng rồi, thì nó giao cho mình một cái nhiệm vụ là phải tiếp nhận
vận chuyển vũ khí từ ở nước ngoài vào đây. Ở đây là cái hòn đảo gọi là hòn Đá Bạc, thì được tổ chức của mình chọn lấy đây là một cái điểm gọi là cái điểm tiền tiêu ở nội địa. Thì ngoài tôi ra thì còn có anh em nữa là lực lượng của mình, nhưng mà giả dạng là cái tay chân của nó được tôi quản lý, thì xây dựng ở đây một cái láng trại. Thì anh em ở đây hằng ngày đó là nắm tình hình an ninh ở trên ven biển ở khu vực này. Cái thứ hai nữa là làm một cái đội tiền tiêu để liên lạc các cái tàu mà xâm nhập từ nước ngoài vào đây. Ngay sau khi Toán xâm nhập đầu tiên bị bắt, ban chỉ đạo quyết định thành lập đại đội cảnh sát đặc biệt gồm 120 chiến sĩ. Các anh được tuyển chọn và huấn luyện với chế độ nghiêm ngặt nhất để làm nhiệm vụ đón bắt bọn xâm nhập, canh giữ chúng, thu hàng hóa và bí mật vận chuyển về nơi an toàn. Nhiều ngày bị đói ăn, thiếu bữa, đêm đêm phải đối đầu với những Toán xâm nhập, phải ngụp lặn dưới biển trục vớt cả hàng trăm tấn hàng, gồm những thùng súng, đạn, thuốc nổ và tiền giả. Không ít chuyến, các anh phải ngụp lặn trong nước lạnh và gió bão cấp 7, cấp 8, 4, 5 tiếng đồng hồ mới hoàn thành công việc. Phải nói là rất là gian khổ. Tất nhiên trong cái nhiệm vụ công tác và chiến đấu thì nhiệm vụ nào nó cũng gian khổ, nhưng mà cái này nó đặc biệt gian khổ. Tức là ở thì phải ở xa dân, ở độc lập. Nghỉ ngơi thì anh biết rằng là hầu hết là ngày ngủ ở dưới sình. Ở phía dưới lưng của anh em là phải chạy cao su, chứ không là nước nó thấm. Đó là cái điều kiện sinh hoạt khắc khổ lắm, ăn nghỉ khắc khổ lắm. Tất cả mọi hoạt động đều là ban đêm hết. Cả hành quân kể cả luyện tập đều là ban đêm hết. Mà anh biết là mũi rồi sình lầy gian khổ lắm. Cái thứ hai là về tình cảm anh em, về tình cảm gia đình của mỗi đồng chí là đặc biệt là cách ly, không được quan hệ, để đảm bảo cái yếu tố bí mật của chuyên án. Thế thì ở đây là tiếp nhận tất cả là 17 chuyến nó xâm nhập vũ khí ở đây, 9/9/81 và 9/9/84. Và cũng là cái trận ở đây cũng diễn ra cái trận đánh cuối cùng của cái lực lượng ta. Trận đánh cuối cùng, mỗi chiến sĩ phải đương đầu với 4 tên biệt kích, phải đảm bảo yêu cầu về độ an toàn và nghiệp vụ. Thì bắt đầu đồng loạt nổ súng mà tôi phát quả thì anh em nó cũng nổ, và chiếc tàu của đồng chí Hữu Ân thì cũng phát quả theo. Thì từ khi mà tôi phát quả cho đến hoàn thành ra thì tôi không theo dõi, nhưng mà trong cái ban chuyên án theo dõi thì thời gian rất nhanh, thời gian khoảng hơn 2 phút gì đó thì diệt một số tên ác ôn, còn lại thì bắt sống hết, và mười mấy tấn vũ khí trên tàu đó là thu gọn. Trận đánh cuối cùng này ta diệt và bắt 24 tên, trong đó có đồng chủ tịch Mai Văn Hạnh, mật cứ trưởng Trần Văn Bá. Hơn 3 năm, ta điều khiển kẻ địch thực hiện 17 chuyến xâm nhập, thu hơn 300 tấn vũ khí và thuốc nổ cực mạnh, 2 tàu vận tải, 14 tấn tiền giả. Với năm 1983, lượng tiền đó đủ sức làm khuynh đảo đất nước. Khi hướng xâm nhập bằng đường biển của Túy và Hạnh hoàn toàn thất bại, thì Hoàng Cơ Minh vẫn ảo tưởng, y điên cuồng gào thét để an lòng binh sĩ dưới quyền. Minh chọn hướng xâm nhập qua Campuchia và Lào bằng đường bộ. Y phong tướng cho Dương Văn Tư và phái Tư đem 51 kháng chiến quân xâm nhập Việt Nam. Mục đích của chuyến đi là lập một mật khu tại Gia Rai Con Tum, móc nối với những tên làm việc cho chế độ ngụy chưa chịu cải tạo, tổ chức ám sát cán bộ, đánh phá các đồn biên phòng, các nông lâm trường, chặn đánh các xe vận tải trên các tuyến đường cao nguyên.